Làm cách nào để mua gói Split Contract Gold với điểm cashback? Split Contract Gold kết hợp giấy phép, hợp đồng Gold Split và điểm cashback. Hiện tại, số điểm cashback tương đương với giá của gói tính bằng euro, tức là nếu bạn mua một gói với giá 220 euro thì 220 điểm cashback sẽ được ghi có vào số dư của bạn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách mua gói này. Hãy truy cập trang web https://dfuel.com ở góc trên bên phải. Hãy nhấn vào nút Sign In và đăng nhập. Theo mặc định, bảng điều khiển Gold Split sẽ mở ra. Bằng cách cuộn xuống trang, bạn sẽ thấy danh sách các gói có sẵn để mua. Hãy chọn gói phù hợp với bạn và nhấn vào nút Purchase, Mua. Một cửa sổ sẽ mở ra yêu cầu bạn chọn phương thức thanh toán. Thanh toán chỉ khả dụng bằng Antima. Sau khi chọn token Antima, hãy xác nhận việc bạn chấp nhận các điều khoản bằng cách tích vào hộp và nhấn vào Purchase, Mua. Cửa sổ mở ra sẽ cho biết số tiền bằng Antima và địa chỉ ví mà bạn muốn chuyển số tiền đã chỉ định. Địa chỉ này cũng sẽ có sẵn dưới dạng mã QR để gửi giao dịch từ ứng dụng di động. Để thanh toán, hãy gửi số tiền cần thiết đến ví được chỉ định. Vui lòng gửi chính xác số tiền bạn nhìn thấy trên màn hình. Hãy chờ thông báo thanh toán. Sẵn sàng! Bạn đã mua thành công Split Contract Gold bằng điểm cashback. Sau khi thanh toán, bạn sẽ thấy các giá trị trên tiện ích Gold Split License User đã thay đổi. Bạn cũng có thể xem gói đã thanh toán trên trang My Contract. Sau khi mua gói, bạn cũng sẽ tự động nhận được điểm cashback. Để đảm bảo điều này, hãy truy cập tài khoản cá nhân của bạn tại antimacashback.com và đăng nhập. Bạn sẽ thấy rằng số điểm cashback trên tiện ích trên màn hình chính đã tăng lên theo giá của các gói đã mua tương đương với tỷ lệ 1:1. Bạn có thể sử dụng ngay số điểm cashback tích lũy trên Antima Store. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ và chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn. Chúng tôi chúc bạn làm việc thành công!